Medscape, thiếu sắt ở tuổi trung niên có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay ykhoa.org xin gửi đến quý vị và các bạn chủ đề Medscape, thiếu sắt ở tuổi trung niên có thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Cải bó xôi không thực sự giải thích được sức mạnh phi thường của Popeye, nhưng cải bó xôi và các loại thực phẩm giàu chất sắt khác có thể có siêu năng lực trong cuộc sống thực, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong sớm ở tuổi trung niên. Sắt có một vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta, là một phần thiết yếu của phân tử protein cung cấp oxy đến các mô. Thiếu sắt, tim phải bơm mạnh hơn, có thể dẫn đến mệt mỏi, khó thở, tăng nguy cơ nhồi máu và đột quỵ. Phần lớn các nghiên cứu về sắt và sức khỏe tim mạch tập trung vào tìm hiểu thiếu sắt ảnh hưởng như thế nào đến những người mắc bệnh tim. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Escape Heart Failure, các nhà nghiên cứu đã theo dõi 12.164 người không có bệnh tim trong hơn một thập kỷ, để tìm hiểu xem thiếu sắt ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc bệnh tim của họ. Khi bắt đầu nghiên cứu, độ tuổi trung bình của những người tham gia là 59 tuổi. Gần 2/3 trong số họ bị thiếu sắt chức năng, thiếu khả năng sử dụng sắt nội sinh có sẵn, hoặc không đủ sắt dự trữ để sử dụng trong tương lai hoặc thiếu sắt lưu hành trong hệ tuần hoàn để sử dụng ngay. Trong suốt hơn một thập kỷ theo dõi, đã có 2.212 ca tử vong, trong đó có 573 ca tử vong do nguyên nhân tim mạch. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra, những người bị thiếu sắt chức năng trong nghiên cứu này có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 24%. Họ cũng có nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim hoặc các nguyên nhân tim mạch khác cao hơn 26%, tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào cao hơn 12%. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ giữa thiếu sắt chức năng và đột quỵ. Các tác giả ước tính rằng, tình trạng thiếu sắt chức năng ở những người tuổi trung niên này giải thích cho 5,4% tổng số ca tử vong, 11,7% ca tử vong do nguyên nhân tim mạch và 10,7% trường hợp bệnh mạch vành mới được chẩn đoán. Các nhà nghiên cứu không có thông tin về các thực phẩm bổ sung sắt, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả và các xét nghiệm đo lường sắt chỉ được thực hiện một lần. Tất cả những người tham gia đều sống ở châu Âu, vì vậy không rõ liệu tình trạng thiếu sắt có thể ảnh hưởng đến những người sống ở nơi khác hay không. Các phát hiện chỉ cho thấy mối liên quan và không xác nhận mối quan hệ nhân quả rằng thiếu sắt gây ra những kết quả này. Nạp quá nhiều sắt có thể dẫn đến buồn nôn, nôn và nghiêm trọng hơn là xuất huyết nội tạng và suy cơ quan. Một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm nhiều loại thực phẩm giàu sắt, chẳng hạn như thịt bò, chay, hàu, thịt gia cầm, cá, các loại đậu và rau xanh, thường cung cấp đủ sắt mà không cần thêm thực phẩm bổ sung. Bất kỳ ai lo lắng về nồng độ sắt của họ có thể hỏi bác sĩ về các xét nghiệm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm nút thích, theo dõi và đăng ký kênh để cập nhật thông tin y khoa chính xác và mới nhất nhé!